Xin chào các bạn nha. Mình thì cũng thấy kênh nhiều bạn là chỉ có trong vòng vài tháng người ta được bật kiếm tiền. Quy định của nó là 12 tháng. Nhưng có người làm qua thì chẳng sao, khi nào đủ điều kiện thì vẫn được thôi, chứ cũng không phải là qua 12 tháng người ta sẽ không duyệt đâu. Đó. Tốt nhất là được 12 tháng. Trong vòng 12 tháng đó được bật kiếm tiền. Nhưng muốn làm được một cái bộ, một kênh thì trong vòng 12 tháng đó thì anh phải nhiều kinh nghiệm rồi. Thứ nhất là cái kinh nghiệm để anh làm phim, anh đi quay phim. Cũng giống như là cái anh nào mà làm được trong tầm thời gian đó thì có nghĩa là họ đã có kênh khác rồi, kinh nghiệm họ quá nhiều rồi, họ rất nhiều về kinh nghiệm rồi, họ thì mới có thể làm được vật kiếm tiền trong vài tháng rồi. Trong quá trình dù là cái phim của anh làm rất chuyên nghiệp nhưng mà đăng lên anh cũng phải bỏ tiền nha để anh chạy quảng cáo. Đấy, cái điều thứ nhất để cho phim lên. Thứ hai nữa là anh cũng phải kết hợp với là tương tác, anh phải siêng tương tác. Để anh tương tác, để anh nhờ bạn bè đăng ký ủng hộ cái kênh của mình lên và xem đối chiếu với nhau thì nó mới lên được. Cái bản chất của YouTube rất là khó lên. Cho nên nhiều người á, là người ta ở ngoài đời á, người ta không biết, người ta hay nghĩ là tại sao ông này ông kia làm là mới đăng lên hàng triệu, hàng vài triệu lượt xem. Thì vì cái kênh của họ nó lâu rồi thì họ mới có được như vậy. Thì tất nhiên là người làm sau làm mới này, cái kênh mới thì tất nhiên là nó sẽ không gọi là cái kênh nhỏ ha. Nhỏ thì nó sẽ khác với lại lớn. Đấy. Cho nên nhiều người người ta cứ không hiểu, người ta cứ nói là sao thế này thế kia lại đăng lên này hàng vài thế này vài thế kia. Kênh người ta lớn là kênh người ta phát triển, nó không phải là muốn lên là lên được đâu. Các bạn phải bỏ công sức ra và các bạn phải bỏ những cái đồng tiền, đây là làm bằng mồ hôi nước mắt đấy, chứ không phải là dễ gì đâu. Đi quay phim để là đăng là quăng lên đó là lên được đâu. Người ta còn phải bỏ tiền ra chạy quảng cáo, thì cứ một lần nó là 500.000, tùy mức thôi. Mình muốn chạy ít chạy nhiều là hết, là nạp và thêm nữa, hết là đóng và quảng cáo thì nó lên được thôi clip đó. Đồng tiền đó là cái những cái xương máu của mình đi làm để ra tiền về, mình mới có tiền để chạy quảng cáo. Thứ hai nữa là mình đi quay phim, mình làm phim, mình mua các thiết bị cũng đều là tiền cả. Và đây là làm bằng chất xám của con người, bằng trí tuệ con người, chứ không phải là giống như cái công việc khác đâu. Trên điều khoản của YouTube nó chỉ nói là sáng tạo video thôi, nhưng mà trong sáng tạo video này nó có dùng đến cái chất xám của con người rất là nhiều. Trong quá trình làm anh còn phải các cái thao tác này kia ở trên hệ điện tử này anh phải biết, trên mạng trên xã hội này anh phải biết thì anh mới làm được. Đây cũng là gọi là kiến thức ấy, làm chứ không phải là ai cũng làm được. Thứ nhất là anh phải có cái sự tâm huyết làm thì mới làm được, còn không thì sẽ không làm được đâu. Cho nên là khi thấy người ta làm được nhiều lượt xem rồi, người ta làm có tiền rồi thì nó không phải là đơn giản các bạn nha. Cho nên nhiều bạn cũng hay ngồi nói lắm, cũng nói hay lắm, nhưng họ đâu biết thật đâu. Cho những người làm YouTube này đâu,
tuy là nó nhìn thấy đơn giản, nó quay quay rồi lại đăng lên vậy thôi, nhưng mà nó không dễ như vậy đâu. Muốn quay được một bộ phim chuyên nghiệp thì cũng không phải là một hai hôm để quay được, nó phải mất hàng vài năm, hàng năm trời làm liên tục còn chưa 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 làm được đâu. Thứ nhất là cái đầu tiên này, các bạn đi học quay phim thì các bạn sẽ chào khán giả. Để mình nói được một lời chào khán giả tự tin thì cũng phải học một thời gian để mình học nói chỉ có một câu thôi: xin chào các bạn, chỉ đơn giản thôi. Nhưng mà nói có tự tin hay không thứ nhất, còn vào nội dung để nói trong những qua quá trình để quay phim thì mình phải học rất nhiều, học nói như là trong có quá trình quay á, mình phải nghiêm túc rất là nhiều điều để mình quay phim, không phải là giống như mình nói chuyện ở ngoài đời là cười là nói, đây là cười cũng phải khé, nói cũng phải khé, chứ không phải là mình vừa quay để mình vừa ăn này ăn kia miệng chóp chép, hoặc là mình cầm điếu thuốc rồi khói nguy ngút rồi mình hút thuốc để mình đi quay phim thì nó sẽ không hay một chút nào đâu. Và quay được một cái phim như là đi quay các cái cảnh tổng hợp để mình ứng biến theo từng trường hợp cái trong những cái nội dung mình quay đó thì nó rất là yêu cầu anh phải có nhiều kinh nghiệm mới quay được. Nó không phải giống như các bạn như một số bạn người ta làm cái kênh để giới thiệu về thức thức ăn đó. Thì họ chỉ là đặt máy quay đó, họ là quay, họ tự làm, họ họ điều khiển đấy tất cả mọi thứ, họ 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 chủ động được. Còn khi đi quay tổng hợp như tôi đây thì nó nhiều khi nó bị động nhiều lắm, mình không có chủ động được. Cho nên là cái người quay á, phải có kinh nghiệm, vừa quay vừa thuyết minh được cái phim đó, thì nó cũng phải làm nhiều thì mới quen với nghề và mới có được cái kinh nghiệm đấy. Còn làm cái này nếu mà dù là có một người thầy để dẫn dắt mình hàng ngày đi, nhưng mà cũng chưa chắc mình sẽ tiếp thu được những cái người thầy đó truyền tải cho mình. Cho nên là mình cũng phải làm thời gian dài thì mình mới tự mình làm, mình rút kinh nghiệm ra để mình làm thôi đấy. Đây là không có thầy dẫn dắt thì mình cũng gặp rất là nhiều cái vất vả, nhưng mà chính những cái vất vả đó ra thì mình mới rút ra được nhiều kinh nghiệm để mình làm. Cho nên là cái chiếc điện thoại á, quay nó rất là chuyên nghiệp đấy. Nhưng mà tại sao các bạn này cũng không thể nào mà ai cũng cầm điện thoại lên quay là thấy được đâu đấy. Nó cũng camera như nhau, đồ phân rại như nhau, máy các bạn nhiều khi còn dùng máy đắt tiền hơn tôi đây mà, các bạn quay có được đâu, chỉ đơn giản như vậy đấy. Quay chẳng thấy gì được, nhiều khi tôi học quay bao nhiêu rồi còn bao nhiêu rồi còn bị lỗi, còn nhiều khi chủ quan quá để đâm ra lại cũng cũng không không hay không tốt. Tôi còn bị chứ, không có một cái đợt phim nào mà không bị lỗi, làm cố bao nhiêu rồi còn cứ vì hoài, không tránh khỏi được cái vấn đề đó. Cho nên là mình cứ phải luôn học mãi học hoài thôi. Hôm nay được thế này rồi cũng thấy được rồi, nhưng mà một thời gian nữa mới nhìn lại, mình lại còn những cái điểm này còn chưa được nữa, mình mới hiểu ra được. Cho nên là để mình làm để có thể mình kiếm được cái tiền ở trên YouTube này thì nó không phải là đơn giản đâu. Làm phải bỏ nhiều thời gian ra, nhiều lắm, phải tâm huyết thì mới được, chứ không phải là làm khơi khơi là có được đâu các bạn nhé. Cho nên nhiều khi mệt mỏi lắm. Và đặc biệt nhất là cái vấn đề là kênh mới lập, mới xây dựng thì mình phải tương tác, phải trả nợ với lại các bạn trên YouTube đó để hỗ trợ lẫn nhau để mình
cùng nhau lên để phát triển được. Trên YouTube đó thì nó mất nhiều thời gian lắm, chỉ có các bạn làm YouTube thì hiểu rồi. Mất nhiều thời gian lắm. Ít nhưng mình phải ủng hộ được, không hết hẳn nhưng mà phải qua được 5 7 phút gì đó hoặc là 10 phút gì đó. Phim nhiều khi phim người ta quá dài thì mình cũng không không chạy nổi. Cứ mỗi một người là cứ cứ 5 7 phút, 10 phút thì trời ơi, một ngày là nó nhanh hết lắm. Xem nóng cháy cả máy luôn. Để mình hỗ trợ nhau để cái vấn đề đó. Cho nên là làm rất là mệt mỏi về vấn đề là trả nợ để mình đi lên được. Cho nên là mình cũng mong các bạn là xem cái video nào của mình thì cũng cố gắng để xem cho nó hết. Mấy ngày nay trời mưa gió quá, bão số 8, số 9 ở vào liên tục. Mình cũng chẳng làm được một cái gì để lên nữa đây. Không có chương trình gì. Nên là nay mình ngồi mình tâm sự với các bạn một chút. Và đến đây các bạn theo dõi video mình rồi các bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình và cho mình một cái like ha. Và đến đây mình cũng chia sẻ đến đây thôi, mình sẽ tạm dừng ở đây các bạn nhé.